Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm ngày 25 tháng 11, gồm có trước hết là bản tin, kế đến là một gặp Đức Giáo Hoàng, và cuối cùng là giáo huấn vui. Bây giờ, kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Văn Cương theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến các thành viên đại hội toàn thể của Hội đồng Tòa Thánh về văn hóa. Vatican. Trong sứ điệp video gửi các tham dự viên đại hội toàn thể của Hội đồng Tòa Thánh về văn hóa, Đức Thánh Cha kêu gọi canh tân thuyết nhân văn Kitô giáo dựa trên mặc khải trong Kinh Thánh, được làm phong phú bởi di sản của truyền thống cổ điển, cũng như bởi những suy tư về con người có trong các nền văn hóa khác nhau. Đức Thánh Cha nhắc lại lời Thánh Phaolô VI vào năm 1965 đã kêu gọi giáo hội nên đối phó với mối đe dọa của chủ nghĩa nhân văn thế tục bằng cách đề xuất hình mẫu của vị mục tử nhân lành, người có sự cảm thương sâu sắc đối với con người, thay vì chỉ lên án nhân loại và mong muốn trở thành chúa tể của nó. Đức Thánh Cha nhận định rằng giáo hội vẫn còn nhiều điều phải cống hiến cho thế giới và nó buộc chúng ta phải nhìn nhận và đánh giá với lòng tin tưởng và can đảm những thành tựu trí tuệ, tinh thần và vật chất đã xuất hiện kể từ Công đồng Vatican II trong nhiều lĩnh vực khác nhau của trí tuệ con người. Giáo hội có thể dựa trên sự phong phú có trong truyền thống Kinh Thánh để định hướng cho việc tìm kiếm ý nghĩa của nhân loại. Đức Thánh Cha nói, Kinh Thánh cung cấp cho chúng ta những tọa độ thiết yếu để phát thảo nhân học về con người trong tương quan với Thiên Chúa, về sự phức tạp của mối quan hệ giữa người nam và người nữ và mối liên hệ với thời gian và không gian mà chúng ta đang sống. Chủ nghĩa nhân văn trong Kinh Thánh kết hợp với chủ nghĩa nhân văn cổ điển từ tư tưởng Hy Lạp và La Mã có thể trở nên hiệu quả hơn nữa khi được hướng dẫn bởi những giá trị mà các nền văn hóa hiện đại khác nhau có thể cung cấp. Đức Thánh Cha đưa ra các ví dụ về tầm nhìn tổng thể của các nền văn hóa châu Á, sự đoàn kết của các nền văn hóa châu Phi và nhân học của các dân tộc Mỹ Latin. Những khía cạnh văn hóa khác nhau này có thể giúp vượt qua chủ nghĩa cá nhân quá mức là đặc trưng của văn hóa phương Tây. Ngài nói, trong những nền văn hóa khác nhau này có những hình thức của một chủ nghĩa nhân văn được tích hợp vào chủ nghĩa nhân văn châu Âu vốn thừa hưởng từ nền văn minh Hy Lạp, La Mã và được biến đổi bởi tầm nhìn Kitô giáo. Ngày nay là phương tiện tốt nhất để giải quyết những câu hỏi đáng lo ngại về tương lai của nhân loại. Đức Thánh Cha Francisco cầu nguyện cho các nạn nhân vụ thảm sát ở Waukesha. Vatican, sau vụ lao xe thảm khốc vào tối Chủ nhật ngày 21 tháng 11 và cuộc diễu hành Giáng sinh ở thành phố Waukesha, bang Wisconsin, Hoa Kỳ, khiến 5 người chết và gần 50 người bị thương, Đức Thánh Cha đã gửi điện thư chia buồn và bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng với các nạn nhân. Điện thư của Đức Thánh Cha được ký bởi Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, gửi đến Đức Cha Jerome Listecki, Tổng giám mục Milwaukee. Trong điện thư, Đức Thánh Cha phó thác linh hồn của những người đã chết cho lòng thương xót của Thiên Chúa Toàn Năng và cầu xin Thiên Chúa ban hồng ân chữa lành và an ủi cho những người bị thương. Đức Thánh Cha cũng hiệp ý với Đức Cha Listecki cầu xin Chúa ban cho mọi người sức mạnh thiêng liêng để vượt lên bạo lực và lấy sự thiện thắng sự ác. Trong sứ điệp video, Đức Tổng giám mục Listecki đã kêu gọi, khi đối diện với cú sốc và sự đau buồn mà các anh chị em của chúng ta đã gặp ở Waukesha, điều quan trọng là chúng ta hướng về đức tin của mình, nơi mang lại cho chúng ta sự hiện diện yêu thương và an ủi của Thiên Chúa. Ngài kêu gọi mọi người thuộc mọi tín ngưỡng và tôn giáo cầu nguyện để mang lại hy vọng và sự chữa lành. Với tinh thần Kitô giáo, người Công giáo ở Milwaukee của thành phố Waukesha đã cùng nhau cầu nguyện và liên đới. Các giáo xứ đã tổ chức những giờ cầu nguyện chung và trực tuyến về biến cố này. Tại lễ kỷ niệm 120 năm thành lập thành phố Waukesha, trong tuần trước lễ tạ ơn với việc diễu hành Giáng sinh vào tối Chủ nhật, một người đàn ông lái xe thể thao đa dụng đã lao vào đám đông khiến 5 người chết và gần 50 người bị thương. Người tử vong trẻ nhất 52 tuổi và lớn nhất 81 tuổi. Trong số những người phải nhập viện, có ít nhất 18 trẻ em. Tham gia trong cuộc diễu hành có các cá nhân và nhiều tổ chức của các cộng đồng công giáo địa phương. Hung thủ được xác định là Darren Brooks, 39 tuổi, đã từng có tiền án về bạo lực gia đình và nhiều tội danh khác. Gần đây nhất, vào đầu tháng 11, Brooks bị cáo buộc đã chạy xe qua một phụ nữ trong bãi đậu xe của một trạm xăng ở Milwaukee,
khiến phụ nữ này phải nhập viện vì thương tích. Đức Thánh Cha ca ngợi đức tin và sự phục vụ của ông David Ames. Anh Quốc, ngày 23 tháng 11, trong lá thư được đọc tại tang lễ của ông David Ames, nghị sĩ công giáo người Anh bị đâm chết tại một nhà thờ Tin Lành hôm 15 tháng 10, Đức Thánh Cha kêu gọi thế giới từ chối các cách thế bạo lực và ca ngợi sự phục vụ công chúng của ông David. Thánh lễ an táng cho ông David được Đức Hồng Y Vincent Nico cử hành tại nhà thờ chính tòa Westminster. Đức Tổng giám mục Claudio Gugherotti, sứ thần tòa thánh tại Anh Quốc, đã đọc thư của Đức Thánh Cha được gửi về Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh tòa thánh Pietro Parolin. Thư viết, Đức Thánh Cha nhớ lại với lòng biết ơn những năm tháng cống hiến phục vụ công chúng của Ngài David, được hướng dẫn bởi đức tin công giáo mạnh mẽ của ông, và bằng chứng là ông quan tâm sâu sắc đến người nghèo và những người thiệt thòi, dấn thân bảo vệ món quà sự sống của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha tiếp tục bày tỏ sự trân trọng đối với công lao của ông David trong việc thành lập nhóm nghị sĩ tất cả các đảng đối thoại với Tòa Thánh, ca ngợi những nỗ lực của ông trong việc thúc đẩy sự hiểu biết và hợp tác với Tòa Thánh trong sứ mạng phổ quát của Tòa Thánh. Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài cầu nguyện để mọi người sẽ tôn vinh ký ức của nghị sĩ bằng quyết tâm từ chối các cách thức bạo lực. Hàng trăm người đã tham dự thánh lễ an táng, trong đó có Thủ tướng Boris Johnson và ba cựu thủ tướng của đảng Bảo thủ, ông John Major, ông David Cameron và bà Theresa May. Cha Pat Brown, linh mục công giáo phục vụ tại Quốc hội, người đã làm phép hôn phối cho ông David và phu nhân Ames và rửa tội cho năm người con của họ, nói trong bài giảng rằng đức tin công giáo của Ngài David đã hướng dẫn cho sự dấn thân nhiệt thành của ông đối với quyền sống, phẩm giá con người và công ích, nhưng nó cũng bắt nguồn từ niềm tin tuyệt đối của ông rằng ưu tiên hàng đầu của một nghị sĩ là đối với những cử tri của họ. Ông David Ames, 69 tuổi, một tín hữu công giáo thuộc đảng Bảo thủ, là nghị sĩ từ năm 1983. Ông ủng hộ sự sống và được cho là một người ủng hộ mạnh mẽ giáo dục công giáo. Ngày 15 tháng 10, khi ông đang tổ chức một cuộc họp với các cử tri của mình tại một nhà thờ Tin Lành Methodist cách London 62 km, thì bị tấn công và qua đời sau khi bị đâm nhiều nhát dao. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 25 tháng 11 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng. Kính thưa quý thính giả, tiếp tục loạt bài giáo lý về Thánh Giuse, trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 24 tháng 11, Đức Thánh Cha đã trình bày về đề tài Thánh Giuse trong lịch sử cứu độ. Do số các tín hữu tham dự khá đông, vượt quá sức chứa 5.000 chỗ của Đại Thánh Đường Phaolô 6, và do thời tiết cuối tháng 11 mưa lạnh, cũng không thể tổ chức buổi tiếp kiến tại quảng trường Thánh Phêrô, nên Đức Thánh Cha đã chia các tín hữu thành hai nhóm tại hai nơi khác nhau. Lúc 8 giờ 40 sáng, Đức Thánh Cha vào đền thờ Thánh Phêrô để chào các tín hữu nói tiếng Ý. Trong số này có nhóm 850 tín hữu của nhóm hành hương gia đình Thánh Vincent ở Ý, 1.300 tín hữu của nhóm hành hương nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Thánh Gioan Phaolô II, và 500 người thuộc Hiệp hội các nạn nhân của bạo lực ở Ý. Trước hết, chào nhóm gia đình Thánh Vincent đến từ khắp nước Ý, những người đã cổ vũ cuộc hành hương Đức Mẹ mề đay phép lạ tại tất cả các vùng của Ý cùng với các giáo phận và giáo xứ. Đức Thánh Cha nói rằng, trong những tháng đại dịch này, sứ mạng của các bạn đã mang lại hy vọng, cho phép nhiều người cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa. Đặc biệt, tôi đang nghĩ đến những người cô đơn, bệnh tật trong bệnh viện, những người sống trong nhà tù, trung tâm tiếp đón và những vùng ngoại vi của cuộc sống. Cảm ơn các bạn vì các bạn đã làm chứng cho phong cách của giáo hội đi ra đến với mọi người, bắt đầu từ những người bị loại trừ và bị gạt ra ngoài lề xã hội. Hãy tiếp tục đi trên con đường này và mở rộng lòng mình hơn nữa trước tác động của Chúa Thánh Thần, đấng truyền sức mạnh để mạnh dạn loan báo sự mới mẻ của tin mừng. Chào Hiệp hội Gioan Phaolô II, Đức Thánh Cha mời gọi họ noi gương Thánh Giáo Hoàng và cố gắng hiểu và đón nhận tình yêu thương của Thiên Chúa, đấng là khởi nguồn và động lực của niềm vui của chúng ta. Ngài khuyến khích họ hãy loan báo Chúa Kitô bằng cuộc sống của các bạn trong gia đình và trong mọi môi trường.
và chào Hiệp hội các nạn nhân bạo lực của Ý. Đức Thánh Cha cảm ơn họ đã giúp đỡ và hỗ trợ những người bị ngược đãi và sống trong hoàn cảnh đau khổ và khó khăn. Ngài nói, bạo lực là điều tồi tệ, thái độ bạo lực là rất xấu xa. Bằng hoạt động quan trọng của mình, các bạn góp phần xây dựng một xã hội công bằng và liên đới hơn. Chớ gì gương mẫu của các bạn sẽ truyền cho tất cả mọi người cảm hứng dấn thân mới, để các nạn nhân của bạo lực được bảo vệ và những đau khổ của họ được xem xét và lắng nghe. Trước khi từ giã họ, Đức Thánh Cha mời gọi tất cả cùng Ngài đọc kinh kính mừng, cầu nguyện với Đức Mẹ. Sau đó, lúc 9 giờ 15, Đức Thánh Cha sang Đại Thánh Đường Phaolô 6 để gặp gỡ khoảng 4.000 tín hữu đang chờ đợi Ngài. Tại đây, Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý về vai trò của Thánh Giuse trong lịch sử cứu độ. Trong bài giáo lý, Đức Thánh Cha nhắc rằng Thánh Giuse tuy không phải là cha ruột của Chúa Giêsu, nhưng Ngài vẫn thực hiện vai trò thực sự của người cha. Đức Thánh Cha giải thích, Thánh Matthew cho thấy rằng Thánh Giuse mặc dù là một nhân vật có vẻ ngoài lề câu chuyện, nhưng trên thực tế, Ngài là trung tâm của việc khai mở của lịch sử cứu độ và việc thực hiện các lời hứa của Thiên Chúa. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta cũng được kêu gọi đóng một vai trò nhỏ bé của mình trong việc truyền bá sứ điệp cứu độ của Phúc Âm. Trong khi đó, Thánh Luca miêu tả Thánh Giuse là người bảo vệ Chúa Giêsu và mẹ Maria. Thánh nhân cũng đảm nhận vai trò này như là đấng bảo vệ giáo hội hoàn vũ, sự tiếp nối của thân thể Chúa Kitô trong lịch sử. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu khi tìm cách củng cố những mối quan hệ trong cuộc sống và bảo vệ những anh chị em dễ bị tổn thương của mình thông qua các công việc bác ái huynh đệ. Hãy tin tưởng vào lời cầu nguyện của Thánh Giuse và noi gương vai trò khiêm nhường và trung thành của Ngài trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý với nhận xét. Trong các sách tin mừng, Chúa Giêsu được xác định rõ là con ông Giuse. Các thánh sử Matthew và Luca khi thuật lại thời thơ ấu của Chúa Giêsu đã nói về vai trò của Thánh Giuse. Cả hai thánh sử sáng tác một gia phả để làm nổi bật tính lịch sử của Chúa Giêsu. Thánh Matthew nói đặc biệt với các Kitô hữu gốc Do Thái. Ngài bắt đầu từ Abraham đến Giuse, người được định nghĩa là chồng của Maria, mẹ của Chúa Giêsu, cũng được gọi là đấng Kitô. Ngược lại, Thánh Luca đi ngược lên đến ông Adam, bắt đầu trực tiếp từ Chúa Giêsu, người là con của ông Giuse, nhưng xác định rõ thiên hạ vẫn coi người là con của ông Giuse. Đức Thánh Cha kết luận, do đó, cả hai thánh sử đều trình bày Thánh Giuse không phải là cha ruột, nhưng trong mọi trường hợp là cha của Chúa Giêsu cách trọn vẹn. Nhờ người, Chúa Giêsu hoàn tất lịch sử của giao ước và ơn cứu độ của Thiên Chúa và con người. Đối với Thánh Matthew, lịch sử này bắt đầu với tổ phụ Abraham, còn đối với Thánh Luca, nó bắt đầu với nguồn gốc ban đầu của loài người, tức là với ông Adam. Đức Thánh Cha nói tiếp, Thánh sử Matthew giúp chúng ta hiểu rằng nhân vật Giuse, mặc dù có vẻ như ở ngoài lề câu chuyện, âm thầm, ở hậu cảnh, nhưng thật ra Thánh Giuse đóng vai chính của mình, nhưng không bao giờ muốn chiếm lĩnh khung cảnh. Từ đó, Đức Thánh Cha lưu ý, nếu chúng ta nghĩ cuộc sống của chúng ta được dệt nên và duy trì bởi những người bình thường, thường bị lãng quên, những người không xuất hiện trên tiêu đề của các tờ báo và tạp chí, biết bao nhiêu người cha, người mẹ, người ông, người bà, người thầy chỉ dạy cho con cái chúng ta bằng những cử chỉ nho nhỏ và những cử chỉ hàng ngày, cách đối mặt và vượt qua cơn khủng hoảng bằng cách điều chỉnh các thói quen, ngước nhìn lên và thúc đẩy cầu nguyện. Biết bao người cầu nguyện, dâng hiến và chuyển cầu vì điều tốt lành cho mọi người. Và Đức Thánh Cha khẳng định, tất cả mọi người có thể tìm thấy nơi thánh cả Giuse, người không được chú ý, người có sự hiện diện hàng ngày, có sự hiện diện kín đáo và âm thầm, một người chuyển cầu, một sự nâng đỡ và hướng dẫn trong những lúc khó khăn. Ngài nhắc nhở chúng ta rằng, tất cả những người dường như bị che khuất hoặc ở hàng thứ hai đều có một vai trò không thể so sánh trong lịch sử cứu độ. Thế giới cần những người này, những người nam và người nữ ở hàng thứ hai, nhưng là những người hỗ trợ sự phát triển cuộc sống của chúng ta, của mỗi người chúng ta bằng lời cầu nguyện, bằng gương sáng, bằng sự giảng dạy trên đường đời. Nói về tin mừng Thánh Luca, nơi Thánh Giuse xuất hiện như là người gìn giữ Chúa Giêsu và mẹ Maria,
Đức Thánh Cha nhận định rằng Ngài cũng là người gìn giữ giáo hội. Nếu Ngài là người gìn giữ Chúa Giêsu và mẹ Maria, giờ đây ở trên trời, Ngài làm việc và tiếp tục là người gìn giữ, trong trường hợp này là giáo hội. Bởi vì giáo hội là sự kéo dài của nhiệm thể Chúa Kitô trong lịch sử, đồng thời tình mẫu tử của Đức Maria được phản ánh trong tình mẫu tử của giáo hội. Đức Thánh Cha nhắc nhở, Thánh Giuse tiếp tục bảo vệ giáo hội, xin đừng quên điều này. Hôm nay, Thánh Giuse bảo vệ giáo hội và tiếp tục bảo vệ giáo hội, Ngài tiếp tục bảo vệ hài nhi và mẹ của người. Thiên Chúa dùng sự bảo vệ này của Thánh Giuse như câu trả lời tuyệt vời cho tường thuật của sách Sáng Thế. Khi Thiên Chúa hỏi Ca-in về mạng sống của Abel, ông trả lời, phải chăng tôi là người canh giữ em tôi? Đức Thánh Cha nói, bằng cuộc đời của mình, Thánh Giuse dường như muốn nói với chúng ta rằng chúng ta luôn được mời gọi để cảm thấy mình là người bảo vệ anh em mình, người bảo vệ của những người ở bên cạnh chúng ta, của những người mà Chúa giao phó cho chúng ta qua nhiều hoàn cảnh của cuộc sống. Đức Thánh Cha lưu ý rằng, đối với một xã hội như xã hội của chúng ta, một xã hội được định nghĩa là lỏng lẻo nhất thời, một xã hội thực sự ở thể khí, xã hội lỏng lẻo và như chất khí này tìm thấy trong câu chuyện của Thánh Giuse, một hướng dẫn rất chính xác về tầm quan trọng của mối quan hệ giữa con người với nhau. Đức Thánh Cha nói, thực vậy, tin mừng cho chúng ta biết về gia phả của Chúa Giêsu, ngoài lý do thần học, để nhắc nhở mỗi người chúng ta rằng cuộc đời của chúng ta được tạo nên bởi mối dây đi trước và đồng hành với chúng ta. Còn Thiên Chúa, để đến thế gian, đã chọn con đường giữa những mối tương quan, con đường của lịch sử. Người đã không xuống thế gian một cách ma thuật. Không, Người đã làm nên con đường lịch sử mà tất cả chúng ta đều làm. Cuối cùng, nghĩ đến những người đang đấu tranh để tìm những liên kết có ý nghĩa cho cuộc sống của họ. Và vì lý do này mà họ đấu tranh. Họ cảm thấy đơn độc. Họ không có đủ sức mạnh và dũng khí để tiến về phía trước. Đức Thánh Cha đưa ra một lời cầu nguyện để giúp họ và tất cả chúng ta tìm thấy nơi Thánh Giuse một đồng minh, một người bạn và một chỗ dựa. Lạy Thánh Giuse, Ngài là đấng đã gìn giữ mối dây liên kết với mẹ Maria và với Chúa Giêsu. Xin giúp chúng con chăm sóc các tương quan trong cuộc sống của chúng con, chứ gì không ai bị đơn độc và từ đó cảm thấy bị bỏ rơi. Xin giúp mỗi người chúng con hòa giải với lịch sử của chúng con và với những người đã đi trước và nhận ra, ngay cả trong những lỗi lầm đã phạm, cách thức mà qua đó sự quan phòng của Chúa được thể hiện và sự ác không phải là tiếng nói cuối cùng. Xin hãy là bạn của những người gặp khó khăn nhất. Và như Ngài đã hỗ trợ mẹ Maria và Chúa Giêsu trong những thời điểm khó khăn, xin nâng đỡ chúng con trong hành trình của chúng con. Amen. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo huấn vui. Anh Huy và Trần Đình xin chào quý vị trở lại với giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt. Và chúng ta đang tìm hiểu tông huấn niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình kỳ số 59, từ số 205 cho đến số 208. Tuần trước tôi nhớ là vừa mới vô bài thì cậu đã hỏi tớ gì về đời sống gia đình thế nào rồi đúng không? Hôm nay thì tớ sẽ hỏi nhẹ lại cậu một câu thôi. Cái gì mà ông lung khởi với ông hỏi thì hỏi luôn đi, dài dòng. Tôi hỏi luôn là thế thì đời sống tu trì của ông dạo này sao rồi? Cái gì mà đang đọc tông huấn Amoris Laetitia hôn nhân với gia đình mà ông tự nhiên ông hỏi tôi tu sao là sao? Ủa chứ tuần trước nói gì ông không nhớ hả? Thì tuần trước nói về chăm sóc phục vụ gia đình. Thì đó, tốt. Nhớ bài là tốt, lo mà tu cho đàng hoàng vô. Ok, ông này hay nhở. Ông vừa hỏi tôi á là tu sao rồi. Tôi chưa có trả lời, chưa nói gì hết trơn. Bây giờ ông nhắc tôi luôn, tu đàng hoàng vô, thế là sao? Thì tôi cứ nhắc trước vậy đó, thì người ta bảo gì tu thân tích đức, sau này mới tề gia bình thiên hạ được. Giờ ông lo mà trong đời sống tu, ông phải tu cho đàng hoàng vào sao? Túm lại là bây giờ cứ chuẩn bị trước đi, không có xa lắm đâu. Đức Thánh Cha nhắc như vậy. Tự nhiên ông nói xong tôi thấy cảm ơn ông quá. Sao cảm ơn? Tại vì tự nhiên là thấy có một người mà quan tâm lo lắng cho anh em mình, rồi nhìn xa trông rộng như vậy. Nói chung là tầm nhìn của tôi không có rộng lắm đâu, tôi chỉ nhìn xa tầm 40 cm để nhìn vô bài để mà đọc. Và cách ông 1 mét là đúng giãn cách xã hội mùa Covid. Còn lại là trước mắt chúng ta sẽ là tựa đề của bài hôm nay. Và tựa đề của bài hôm nay là hướng dẫn những người đính hôn trong hành trình chuẩn bị hôn nhân. Đó không? Tầm nhìn rất là gần luôn. Là gì? Là hướng dẫn những người đính hôn đó. À thì cho vào lớp giáo lý hôn nhân thôi.
là giáo lý. Tôi nghe chữ giáo lý tôi sợ lắm rồi, hiểu không? Trời, tôi học giáo lý mười mấy năm rồi ông ơi. Mà hỡi gì mà ông đã phán liền giáo lý, giáo điều gì ở đây, là mấy cặp trẻ trẻ nghe xong chạy mất dép ông ơi. Chứ sao nữa, bây giờ là không có giáo lý rồi, không làm ăn được gì cả. Được đúng là cần thiết, nhưng mà đừng có phán vội quá. Cứ bảo người ta vào họp mặt cái đã, rồi khi nào vô họp mặt thì bảo hôm nay chúng ta học giáo lý. Thôi chúng ta vào đọc thử xem Đức Thánh Cha nói gì chứ. Tôi chưa có trải qua giai đoạn này, tôi không có biết. Rồi, vào ngay số 205. Các nghị phụ thượng hội đồng đã khẳng định bằng nhiều cách khác nhau rằng cần phải giúp các bạn trẻ khám phá ra giá trị và sự phong phú của hôn nhân. Họ phải nhận ra được sự hấp dẫn của một sự kết hợp trọn vẹn, một cái sự kết hợp mà nâng cao chứ không phải là bình thường ha. Và phải kiện toàn, phải làm cho nó tròn đầy. Tròn đầy, đúng rồi. Chiều kích xã hội của cuộc sống, tức là tương quan với những người khác. Rồi phải mang lại cho tính dục ý nghĩa cao trọng nhất của nó, chứ không chỉ là chuyện xác thịt thôi, nhưng mà là tình yêu thực sự. Đấy, sự gắn kết và hy sinh cho nhau của tình yêu. Và đồng thời sự kết hợp đó cổ võ thiện ích của con cái và tạo cho chúng hoàn cảnh tốt nhất để có thể gọi là được giáo dục tốt và được trưởng thành. Hết số 205 vừa rồi thì tớ thấy Đức Thánh Cha chưa thấy nói gì cả. Giáo huấn của Đức Thánh Cha mà chưa thấy Đức Thánh Cha nói, toàn mấy nghị phụ nói, và đây có thêm hai nghị chính nói nữa. Thôi chúng ta đọc tiếp, hy vọng Đức Thánh Cha sẽ nói. Số 206, Đức Thánh Cha nói nè: thực tại xã hội phức tạp và những thách đố mà ngày nay các gia đình đang phải đối diện đòi hỏi toàn thể cộng đoàn Kitô hữu phải dấn thân hơn nữa trong việc chuẩn bị cho các đôi bạn sắp kết hôn. Có nghĩa là không phải là chỉ các bạn trẻ thôi, mà là chính cái cộng đồng, những người mà bên cạnh đó. Đúng rồi. Là phải chuẩn bị. Và Đức Thánh Cha nói rằng cần nhớ đến tầm quan trọng của các nhân đức, mà trong số đó đức khiết tịnh là điều kiện quý báu cho sự tăng trưởng đích thật của tình yêu, gọi là tình yêu liên vị. Về cái sự gọi là cần thiết này á, thì các nghị phụ thường hội đồng đã đồng ý nhấn mạnh đến đòi hỏi phải có sự tham gia nhiều hơn nữa của cả cộng đoàn, đặc biệt là đời sống chứng tá của chính các gia đình, cũng như có một nền tảng chuẩn bị hôn nhân trong hành trình khai tâm Kitô giáo. Bằng cách nào? Thưa, bằng việc nhấn mạnh đến mối quan hệ giữa bí tích hôn nhân với bí tích rửa tội và các bí tích khác. Đồng thời các nghị phụ cũng chỉ ra rằng cần phải có các chương trình đặc biệt để chuẩn bị gần cho việc kết hôn. Đây thật sự là một cái kinh nghiệm gọi là tham dự vào đời sống của hội thánh. Đấy. Và qua đó thì đôi bạn nó có thể là đào sâu hơn những khía cạnh khác nhau về đời sống gia đình. Vậy mới hay chứ, chứ còn nếu mà gần đến đám cưới rồi gọi là gấp rút đi xin một khóa hôn nhân cấp tốc 3 tháng. Cái gì 3 tháng không? 3 tháng là già rồi, đó 2 tuần thôi. Đó không? Rồi xin cha ký cho phát, rồi thi thì quay bài các kiểu thì căng xong thì sống với nhau rồi mới toan. Đấy. Bây giờ ông thử ví dụ cho tôi vài cái chương trình đặc biệt chuẩn bị gần cho đời sống kết hôn mà ông đã từng thấy không? Thì cũng là những cái khóa mà giáo lý hôn nhân, nhưng mà trong khóa giáo lý hôn nhân đó thì có những cái khóa thêm vào. Ví dụ là mời các bác sĩ nào đến chia sẻ về đời sống y khoa, đời sống tương quan vợ chồng như thế nào. Rồi sau đó là các bác sĩ tâm lý chia sẻ về những cuộc khủng hoảng gọi là dự đoán trước. Đó, ví dụ như là trong 2 năm đầu là các đôi vợ chồng chắc chắn là sẽ gặp khủng hoảng. Và cách giải quyết là như thế nào? Đấy. Rồi thậm chí là mời mấy gia đình mà đã có thâm niên kinh nghiệm trong sống đời sống gia đình chia sẻ những cái kinh nghiệm riêng của họ đó. Rồi những cái khủng hoảng khi mà có con như nào? Khi mà có 2 đứa thì diễn ra cái cuộc gọi là đấu tranh gì giữa cái đứa con thứ nhất với đứa con thứ hai. Và tôi thấy là có cái trung tâm linh đạo Y Nhã ở số 171 đường Lý Chính Thắng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, đối diện nhà văn hóa phụ nữ đó. Đó là chị em phụ nữ hay kéo nhau vào trong đó lắm. Nhưng mà để làm gì? Thưa, dẫn theo chồng, dẫn theo con đi vào học những cái khóa gọi là triển nở để lãnh đạo gia đình theo tinh thần của Chúa Giêsu. Wow. Để thấm nhuần tin mừng vào trong đời sống gia đình của mình. Ông không tin, ông cứ lên trang web ông tìm mấy khóa đó đi. Mà thật ra có nhiều giáo sư lắm. Bữa nay là kết hợp nhiều với các khoa tâm lý này, các bác sĩ y khoa này để làm những cái việc này, giúp cho các gia đình gọi là đồng hành với người trẻ, với gia đình trẻ đó. Mà hồi xưa ông học thì chắc đâu có mấy này đâu đúng không? Có các bác sĩ gia đình trẻ. Ông cũng học giáo lý hôn nhân á hả? Có, trời. Ông học làm gì? Để đi tìm hiểu xem là mình có ơn gọi hôn nhân không. Rồi người ta điểm danh theo đôi, rồi lúc người ta điểm đến ông thì ông bảo đi với ai? Thì người ta cũng biết mình trình bày trước là nhưng mà căng. Em thuộc dạng độc thân đó, độc thân bệnh viện đúng không? Ông ngày đó tôi giới thiệu tớ là thuộc tình trạng là độc thân nhưng mà gọi là đang cầu thân. Cầu thân là sao? Gọi là đang cầu nhưng mà có người thân với mình đó. Thần câu gì, câu view, câu la gì gì. Cầu thân. Nhưng mà ông làm nó đâu xa. Tôi thấy có một cái chương trình rất là đặc biệt mà rất là gần chúng ta đây này. Biết chương trình gì không? Giáo huấn vui đấy, để đâu xa đó. Đó là chương trình online để giúp chuẩn bị cho các bạn trẻ bước vào đời sống hôn nhân. Hết số 206. Cậu thấy không? Trong cái số này á, trước hết là phải làm chứng tá cho các gia đình, đúng không? Rồi sau đó mới nói đến các chương trình chuẩn bị các kiểu đó. À, tôi hiểu rồi. Hiểu gì?
Thì nhớ là kỳ trước có cái lần nào mà mình có đọc về cái gọi là các gia đình là chủ thể chính của một vụ gia đình. Hồi đó tôi đọc tôi không hiểu, nói thiệt. Giờ tôi đọc tôi mới hiểu, giờ đọc bài sau này mới hiểu. Chính xác cái kỳ đó là số 200 gì đó, dễ nhớ đúng không? Mà nếu mà cậu thích nghe thì cậu có thể tua lại đó. Còn bây giờ thì là sang số mới giùm tôi. Rồi, nãy là số 200, đúng không? Rồi kỳ 57, bây giờ mình lấy 200 cộng với 7 là 207, số 207. Tôi mời gọi. Ai mời ông? Đức Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng nói rằng: "Tôi mời gọi các cộng đoàn Kitô hữu hãy nhận biết rằng việc đồng hành với những người đính hôn trong hành trình tình yêu của họ là một việc thiện ích cho chính họ." Và như các đức giám mục ý đã nói rất đúng rằng những người kết hôn mà đối với cộng đoàn Kitô hữu là một nguồn tài nguyên quý giá. Bởi vì sao? Vì trong khi chân thành dấn thân lớn lên trong tình yêu và tự hiến cho nhau thì chính họ có thể góp phần đổi mới chính cái gọi là cái tấm áo dệt nên toàn bộ thân thể của hội thánh. Nhưng mà chính cái lối sống của các bạn ấy là một hình thức đặc biệt của tình bạn mà họ đang sống, và họ có thể trở thành một cái mẫu mà cái mẫu này á nó có cái tính là dễ lây lan, sức lan tỏa, đúng không? Và nó làm tăng trưởng cái tình thân hữu, cái tình huynh đệ trong cộng đoàn Kitô hữu mà chính họ thuộc về. Tôi nghe ông nói xạo quá, ông ơi. Đức Giáo Mục Ý là nói cái này. Đức Giáo Mục Ý người ta nói tiếng Ý chứ sao người ta nói tiếng Việt. Bây giờ thấy ông đọc nguyên một đoạn tiếng Việt hơi bị hay á. Cái này là tôi dịch lại. À, dịch cái này là Hội đồng Giám Mục Ý, Ủy ban Giám Mục về Gia đình và Sự Sống. À. Đó. Cái này chính xác là Orientamenti Pastorali sulla Preparazione al Matrimonio e alla Famiglia. Ủa là gì? Có nghĩa là tiếng Ý hả? Ở đó. Tôi nói tiếng Ý rồi, tôi không biết tiếng Ý đâu mà thì còn có nghĩa là cái gì? Đọc tiếp. Có nhiều cách thức hợp pháp để tổ chức việc chuẩn bị cho hôn nhân. Đức Giáo Hoàng nói, và mỗi hội thánh địa phương sẽ phân định thế nào là cách tốt nhất. Chứ không phải là Đức Giáo Hoàng ngồi mà bắt đầu vạch chương trình cho từng nước thôi nha, không có. Nhờ bảo đảm một sự huấn luyện phù hợp, đồng thời không làm cho các bạn trẻ xa rời bí tích. Và điều quan trọng là không cần phải truyền đạt toàn bộ giáo lý, mà cũng không phải là đưa ra cho họ quá nhiều cái chủ đề. Đấy. Vậy thì điều quan trọng ở đây là gì? Là giảm tải. Giảm tải kỳ thi. Này kinh nghiệm lắm rồi, như tới 12 năm phổ thông rồi, cứ nghe giảm tải là vui đó. Điều quan trọng ở đây là cả trong hai trường hợp này á thì không phải biết nhiều mà làm cho no thỏa linh hồn, nhưng là cảm và nếm những cái thực tại trong lòng mình. Ủa cái này nghe quen quen ở đâu đó rồi, ông ơi tôi thiệt á. Cái này gọi là sách Linh Thao của Thánh Y Nhã. À ok, hồi xưa thời sinh viên đi Linh Thao có nghe mấy cha dặn kỹ điều này. Cái này là chú thích số 2. Là cần quan tâm đến chất lượng hơn là số lượng. Phải là cứ cầu nguyện nhiều mà ngon thôi nhá. Mà phải sâu, phải cảm nếm được. Và trong cái vấn đề mà mình đang nói thì Đức Thánh Cha dặn rằng là chúng ta phải dành ưu tiên cùng với việc loan báo tin mừng, gọi là tin mừng kerygma. Kerygma là cái gì? Thì tại lúc nãy ông nói tiếng Ý, bây giờ tôi không biết tiếng Ý, giờ tôi chơi là tiếng Hy Lạp. Tôi học tiếng Hy Lạp. Kerygma đại khái nói về trọng tâm của tin mừng là gì? Là cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô vì chúng ta. Giống như trong lời loan báo đầu tiên của các tông đồ vậy đó. Mà đặc biệt là Thánh Phaolô đó, trong thư gửi tín hữu Corinto. Đấy. Đó. Chương nhiều câu nhiều nói luôn đi. Thôi làm gì rồi. Nhớ biết ngay mà nó theo mới nhớ đọc xong mà. Thư thứ nhất Corinto chương 15 từ câu 1 đến câu 11. Xin quý khán giả kiểm tra giùm. Xin kiểm tra giùm, nếu mà sai xin vui lòng comment giùm, và xin nói rõ luôn là thầy Đỉnh nhớ đọc kỹ Kinh Thánh lại. Vâng, mà thôi chúng ta tạm chấp nhận như thế để chúng ta đọc tiếp. Đức Thánh Cha nói là chúng ta để ý đến nội dung nha, nhưng mà không chỉ là nội dung, mà nếu được chúng ta phải truyền đạt một cách hấp dẫn và sâu sắc, chứ không phải giờ cầm cuốn Kinh Thánh ra một cái đọc nguyên văn như vậy xong cúp lại kêu xong bài xong rồi về, không được. Giống như kiểu là nghe giáo huấn là thấy khô như cơm cháy rồi, đúng không? Đấy, giáo huấn là phải vui. Nói chung là bây giờ là truyền thông là quan trọng. Mà đã truyền đó là phải thông. Mà truyền mà không thông thì gọi là gì? Là gì? Gọi là thất truyền. À, thất truyền. Ok. Rồi, cho nên là làm sao để cho giáo lý, giáo huấn đừng có bị thất truyền, phải có cái cách truyền đạt hấp dẫn, sâu sắc, để cho giáo huấn đi vào trong tim của các bạn trẻ, để giúp cho họ sao thấy muốn dấn thân vào hành trình trọn cuộc đời với cả trái tim và lòng quảng đại hào hiệp. Và chính khi đó thì họ nhận thấy rằng điều quan trọng là cái con đường khai tâm, con đường khai tâm vào bí tích hôn nhân á, nó sẽ cung cấp cho họ những yếu tố cần thiết để có thể lãnh nhận bí tích ấy với những điều kiện tốt nhất, với những khởi đầu của cuộc sống một cách gọi là vững chắc, một cách gọi là bền bỉ, một cách gọi là bình an. Đấy. Rất quan trọng khi cái gọi là bước chuẩn bị khai tâm. Khai tâm không chỉ là một cái tên gọi gồm bộ ba bí tích, mà khai tâm là một cái hành trình mở lòng ra để đón nhận ân sủng của Chúa, tháp nhập vào cộng đoàn.
Thì đó, thì ông cha ta mới nói rằng không có chuẩn bị nghĩa là bạn đã sẵn sàng cho một việc gọi là thất bại. Những thất bại, thất truyền luôn á. Cái này tôi thấy rằng hôn nhân nó giống như một cái chiến trường. Chiến trường chứ không phải là bãi chiến trường nha. Chiến trường, ok. Nên là cái việc chuẩn bị cho hôn nhân giống như là một cái thao trường. À, hay. Mà cha giáo của tôi nói thế này nè. Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu. Và tôi thấy ông nói hợp lý. Hôn nhân giống một chiến trường. Và một khi mình lên chiến trường thì phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để làm gì? Để có thể hy sinh bất cứ lúc nào. Nghĩa là chuẩn bị lên chiến trường là đã biết là mình sắp hy sinh rồi đó, phải không? Ông lại hiểu sai ý tôi. Hy sinh ở đây không phải là mất mạng. Trời ơi, người ta đi vào hôn nhân mà ông cứ nghĩ xấu rồi người ta. Hy sinh ở đây là gì? Là hy sinh cho vợ của mình, hy sinh cho con của mình, hay cho chồng của mình. Hy sinh ở đây theo nghĩa tốt đẹp chứ không phải là bỏ mạng không? À, ông muốn nói là ở đây là cái chuẩn bị ở đây là chuẩn bị cho mình một cái tâm hồn đẹp, chuẩn bị cho mình một cái tâm thế sẵn sàng để biết hiến mình vì người khác, sức mạnh nội tâm. Đó, tôi thấy ông là càng ngày càng sâu sắc đấy. Sâu sắc là xấu hả? Trời ơi, sâu sắc xấu. Nhưng mà hết số 207 này, tóm lại là tôi thấy cái số này là cực kỳ hợp lý. Bởi vì không phải chuẩn bị cho các cặp sắp tiến tới hôn nhân á một cái mớ giáo lý. Đó. Nhưng mà quan trọng là cần quan tâm đến việc mà giáo lý đó mang lại cái chất lượng hạnh phúc như thế nào. Đấy, tôi thấy ông nói quá hợp lý luôn. Hợp lý không? Sao ông cứ copy paste thế nhỉ? Không hợp lý sao được. Đọc theo hướng của Tuấn Thanh Trà, bây giờ ông nói không hợp lý, ông biên tập, ông mời ông ra khỏi đài ngay lập tức. Nhưng mà làm sao thì làm, miễn là hạnh phúc, vui tươi và triển nở. Đấy. Quá chuẩn, quá số mới. Số 208, Đức Thánh Cha dặn dò chúng ta hơn nữa cũng nên tìm ra những phương thế thông qua các gia đình truyền giáo, các gia đình của chính những người đính hôn và các nguồn lực mục vụ khác để thực hiện một sự chuẩn bị từ xa khả dĩ giúp cho tình yêu của họ trưởng thành bằng một sự đồng hành gần gũi và bằng chứng từ phong phú. Và thường là rất hữu ích nếu mà quy tụ được một nhóm bạn mà họ đang trong cái thời kỳ đính hôn và đề nghị họ tham dự những buổi nói chuyện chuyên đề với những cái chủ đề khác nhau mà thực sự những bạn trẻ quan tâm. Thời nay là cực kỳ dễ luôn. Lập một group Zalo đúng không? Hoặc rồi là Zoom, hẹn nhau đúng không? Rồi. Gửi link Zoom vô lên chia sẻ, không cần phải đi đâu ra khỏi nhà cả, không tốn xăng. Đúng rồi. Bảo vệ môi trường. Đôi khi là còn bảo chào mừng các bạn tới với Roma trong khi mình đang ở đây đúng không? Kiểu thế. Tuy nhiên là tôi thấy không thể là thiếu một cái vài thời điểm gọi là mang tính riêng tư. Mà nơi đó thì người ta phải học được cách yêu thương người khác một cách cụ thể. Là cái người bạn đời mà người mà mình muốn chia sẻ cả cuộc đời của mình đấy. Đó. Cái này là tôi đồng ý nè. Thường là tôi không có đồng ý với ông, nhưng mà cái này ok. Học yêu thương một ai đó đó, phải nói là không phải là một cái gì đó bất chợt, như một cơn mưa rào. Tôi đồng ý với cái cách ví von mưa rào của ông luôn. Sao? Bởi vì tôi thấy là chạy đâu cho khỏi mưa rào. Thông minh đến mấy, yêu vào cũng ngu. Yêu mà bảo ngu không? Yêu là thông minh sáng suốt mới yêu chứ. Cái này gọi là ngu dại và điên rồ vì tình yêu đấy. Cái này là ngu trong ngoặc kép đúng không? Đấy đấy. Thế các cụ bảo yêu vào đi xong rồi sáng mắt ra. Đấy, yêu vào sáng mắt rồi đấy. Yêu vào sáng mắt. Không, cái này qua nghĩa khác rồi. Ông đừng tưởng tôi dốt văn nha, đừng tưởng là nói bóng bẫy tôi không hiểu nha. Này là sai không? Yêu vào phải đi vào cái màu nhiệm đó. Trở lại với cơn mưa rào. Nói chung là cái việc học yêu thương không thể nào là mục tiêu của một cái khóa gọi là cấp tốc được. Đó. Trước khi cử hành hôn phối phải dành ra một thời gian đúng chuẩn rồi. Bị cùng với nhau. Đó, dưới sự hướng dẫn của những người có chuyên môn và của cộng đoàn. Đúng rồi, người ta bảo là ngu thì cũng phải ngu có hiểu biết. Ủa, nếu làm văn khá thôi. Đó thì là ngu dại và điên rồ thì ít ra mình cũng phải hiểu là làm thế nào để dại và điên vì tình yêu cho nó đúng. Đó, đúng không? Và Đức Thánh Cha nói rằng thực ra đó thì mỗi người đều chuẩn bị cho hôn nhân ngay từ lúc sinh ra. Ôi trời. Gì ghê vậy ông? Nhưng mà mới sinh ra mà đám cưới rồi. Tảo hôn á nha, như tảo hôn á, đừng giỡn đâu. Chắc phải đọc tiếp xem là cái câu này. Tôi nghĩ là triết lý trong này chứ không phải là tảo hôn đâu. Đức Thánh Cha nói thế này, tất cả những gì nhận được từ gia đình, tức là từ lúc sinh ra đó, cho phép người ta học được cái gì đó từ chính lịch sử của mình, câu chuyện cuộc đời mình, và làm cho họ có khả năng cam kết trọn vẹn và dứt khoát. Tôi đã hiểu. Ông hiểu sao? Ông tự suy nghĩ đi xuống. Thời buổi này cứ đợi người khác hiểu xong rồi bày cho mình. Ông hiểu sao nói tôi nghe coi. Tôi thấy là cái cam kết trọn vẹn và dứt khoát của ông ấy là hợp lý. Bởi vì không có tỏ cho người khác biết là mình hiểu đến cỡ nào hoặc là mình hiểu sai đến cỡ nào. Tôi nói luôn cho ông nè. Ở đây ý thánh cha nói để mình có thể yêu được là mình phải có kinh nghiệm được yêu. Mà kinh nghiệm được yêu từ lúc nào? Từ lúc mới sinh ra chứ là gì nữa. Đó, thấy không? Từ lúc tất cả những gì gia đình dành cho mình. Tôi thấy ông càng ngày càng sâu sắc.
Đấy. Tôi thấy ngưỡng mộ ông quá. Đấy. Rồi cái này là từ cái kinh dân hiến của Thánh Ignacio Loyola thôi. Không? Tất cả những gì con có là gì là Chúa ban cho. Bây giờ con xin dâng lại cho Chúa. Thì cũng như vậy, trong đời sống, những gì mình cảm nhận được về tình yêu của bố mẹ, gia đình, đúng rồi, cung cấp cho mình, thì bây giờ mình xây dựng một cái gia đình yêu thương như vậy. Tôi thấy là ông đang đạt được cái trạng thái gọi là cảm và nếm cái thực tại trong lòng mình á. Ừ, chứ thật ra người sư thuộc triết dốt lắm ơi. Ờ, bây giờ thì em sao? Bây giờ tôi vẫn giữ vững cái cam kết trọn vẹn và dứt khoát là dốt bền vững. Mà nhờ cảm nghiệm cuộc sống tôi mới ngộ ra nhiều điều. Tôi thấy cái gọi là dốt bền vững của cậu cũng khá là đó. Tại vì ngay câu tiếp theo là Đức Thánh Cha giải thích cái điều mà cậu vừa nói luôn. Wow, vậy hả? Để tư tưởng lớn gặp nhau. Bởi vì sao? Đức Thánh Cha nói rằng có lẽ những người được chuẩn bị kết hôn tốt nhất là những người đã học được từ chính cha mẹ của mình thế nào là một hôn nhân Kitô giáo, mà trong đó ấy, cả hai người chọn nhau một cách vô điều kiện và tiếp tục làm mới lại cái quyết định đó mỗi ngày và mỗi ngày. Quá đúng, chí lý. Cái mà mình nhận được cái tình yêu từ cha mẹ ấy, cái đó là cái hồi sau của cái việc mình nhìn thấy hai cái người đó cam kết với nhau. Là bố mẹ mình đó hả? Đúng rồi. Đó. Mình nhìn thấy một cái mẫu của một cái gia đình mà thấy là gia đình nó hạnh phúc chứ bộ. Okay. Mình thấy là mình ok, mình có thể sống được cái gia đình này. Và theo hướng đó thì Đức Thánh Cha nói rằng tất cả các hoạt động mục vụ nhằm giúp các đôi vợ chồng lớn lên trong tình yêu thương và sống tin mừng trong gia đình đều là sự giúp đỡ vô giá để con cái của họ tự chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân tương lai của mình. Và cũng đừng quên những cái đóng góp quý giá của các mục vụ đại chúng. Để lấy một ví dụ đơn giản nhé. Thì Đức Thánh Cha nói đến ngày lễ thánh Valentine. À, Việt Nam gọi là ngày Valentine đó đúng không? Không ơi, cái Valentine là cái vị thánh tình yêu. À, có thiệt luôn á hả? Có thiệt luôn. Ủa, có thánh tên Valentine luôn á hả? Thánh Valentine có ngày kính, ngày lễ nhớ đồng hoàng. Rồi sao, ông nói tiếp đi. Trong một số nước thì cái ngày lễ này được nhiều người gọi là làm môi giới, làm kinh doanh, khai thác một cách triệt để. Thậm chí là họ còn làm tốt hơn cả những cái sáng tạo của các vị mục tử nữa. Hèn chi tôi mới thấy là bây giờ cứ nghe nói đến ngày lễ Valentine, quên Valentine. Đúng rồi. Đó, là tôi thấy là sô cô la nè. Đúng rồi, ngày lễ tình yêu nè, đó. Thiệp mời nè, rủ nhau đi ăn chơi nè, không? Rồi rủ nhau đi xem phim cine các kiểu. Nhưng mà đâu có mấy ai biết câu chuyện của thánh Valentine đâu. Tôi còn không biết nữa. Trời, ông biết kinh nghiệm tình trường của tôi hơi bị dày á. Tôi thì tôi sợ ông rồi. Tôi sống qua bao nhiêu mùa Valentine rồi đấy không? Mà tôi không biết thánh Valentine. Chắc là ông sống gọi là những cái mùa Valentine trắng đúng không? Mà tôi thấy là dù Valentine trắng hay đen hay đỏ gì đó thì đã quá sáng cái điều Đức Thánh Cha nói rồi. Và chỉ có cái ví dụ của Thánh Cha là cần phải được triển khai thêm. Triển khai làm sao? Thì đó, các vị mục tử thời nay á, bây giờ phải làm sao để mà triển khai, khai triển để cho cái ngày Valentine á, mà tổ chức ở nhà thờ đó thu hút không thua gì những cái ở bên ngoài, mà thậm chí còn hơn nữa. Tại vì sao? Tại vì nguồn gốc của ngày lễ Valentine là một ngày kính thánh Valentine. Đúng rồi. Tôi thấy ông là hợp lý, nhưng mà hôm nay là bài quá dài. Bài quá giờ rồi, nên là thôi dừng lại ở đây. Chứ không là bài giáo lý ngày hôm nay nghe dài quá là kỳ tới là nghe tới giáo lý hôn nhân là người ta chạy mất dép. Ok, vậy chúng ta dời lại cái chủ đề Valentine trắng vào ngày 14 tháng 3 năm sau các bạn nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới trong chuyên mục Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.